Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thông tin du học. Australia là một nước thanh bình nhưng tràn đầy sức sống, là một nước đa văn hóa, có lối sống cao, an toàn và hài hòa. Hệ thống giáo dục Australia có uy tín quốc tế mạnh mẽ, nổi tiếng về cơ cấu hiệu quả và những phát triển có tính đổi mới trong chính sách, các trường học danh tiếng với môi trường học đạt chất lượng cao và có hàng ngàn khóa học để học sinh lựa chọn. Với chính sách tạo thuận lợi cho các du học sinh đến học tập tại Australia một cách an toàn nhất, chính phủ Australia đã có chính sách tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh dưới 18 tuổi sang Australia chăm sóc con em mình trong thời gian các em học phổ thông trung học tại Australia. Cha mẹ được đi làm để có thêm thu nhập, sinh viên tốt nghiệp đại học tại Australia có nhiều cơ hội xin việc làm và định cư. Australia là một trong những nước có tiêu chuẩn sống cao trên thế giới, nhưng chi phí sinh hoạt chỉ ở mức tương đối. Với hệ thống các trường và học viện lâu đời, phương pháp giảng dạy học đi đôi với hành, nên mỗi năm đất nước xinh đẹp này đón hàng chục vạn sinh viên đến học tập và nghiên cứu. Australia là một đất nước trẻ trung, thân thiện và năng động, nơi học sinh có thể sinh sống, học tập và trưởng thành. Ngày nay, việc du học Úc đã trở nên dễ dàng hơn đối với các bạn du học sinh khi chính phủ Úc đã áp dụng một số chính sách mở cửa, giảm bớt những yêu cầu và điều kiện chứng minh tài chính đối với các bạn du học sinh cũng như những người có nhu cầu làm việc và định cư tại Úc. Các chương trình học bổng tài trợ học phí cũng đã góp phần biến những khát khao du học sớm trở thành hiện thực. Trong chuyên mục tư vấn du học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với các chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương để cùng tìm hiểu những thông tin bổ ích về chương trình học Anh văn và chương trình học thạc sĩ tại Úc. Xin được chào các vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với quý vị, đây là chị Lê Ngọc Bích và chị Trần Mỹ Kim, là các chuyên viên tư vấn công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Như chúng ta cũng đã biết thì tiếng Anh cũng giống như bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Thì cái cách tốt nhất để chúng ta có thể nâng cao Anh ngữ đó là được sống cùng và giao tiếp với lại người bản địa. Và du học Anh văn tại Úc sẽ mang đến cho các bạn cơ hội sử dụng và cải thiện Anh ngữ hàng ngày. Chị Kim có thể cho biết những cái chương trình học tiếng Anh tại Úc như thế nào được không ạ? Dù cho bạn có trình độ Anh ngữ của bạn ở bất cứ trình độ nào thì ở các trường ở Úc đều có các chương trình học phù hợp với trình độ cũng như là nhu cầu và mục đích của bạn. Và hầu hết các cơ sở giáo dục ở Úc thì đều có các cái trang thiết bị cũng như là phương tiện nghe nhìn. Trong các trường cũng như là thư viện và lớp học đều có trang bị các công nghệ hiện đại. Và hiện tại thì ở Úc là có 6 cái khóa học Anh ngữ phổ biến, là đầu tiên là Anh ngữ tổng quát. Ngoài ra thì còn có Anh ngữ vì mục đích học thuật, Anh ngữ vì mục đích đặc biệt và luyện thi. Và còn có chương trình Anh ngữ chuẩn bị cho chương trình trung học phổ thông. Và có một cái khóa Anh ngữ gọi là Anh ngữ tham quan học tập. Khóa Anh ngữ này thì dành cho những người mà có cái kỳ nghỉ ngắn hạn và muốn đi học tập tiếng Anh. Và các khóa học chính quy thì tại Úc là thông thường kéo dài từ 4 cho tới 48 tuần là phù hợp cho các bạn. Thông thường thì hàng tuần thì các bạn sẽ có khoảng 25 tiếng để mà học, bao gồm là việc học trên lớp và cái việc học tự học ở nhà. Như vậy thì chị Bích có thể tư vấn cho các bạn đang có cái dự định là học Anh văn tại Úc. Các bạn có nên lựa chọn các cái trung tâm Anh ngữ phù hợp với nguyện vọng cũng như là nhu cầu của học sinh để theo học không ạ? Nói đến các trung tâm Anh ngữ tại Úc thì phải kể đến là trung tâm Anh ngữ ở Melbourne, trung tâm Anh ngữ Navitas, trung tâm Anh ngữ Phoenix Academy, Học viện Quốc tế EF. Thì các trung tâm Anh ngữ này thì nó sẽ dạy tùy theo từng mục đích cũng như nhu cầu của du học sinh. Thì đây cũng là nơi mà các bạn có thể trau dồi kỹ năng cũng như là kiến thức cho mình khi bước vào các chương trình học chính thức. Thì hãy yên tâm, thì các bạn sẽ được làm bài kiểm tra tại công ty chúng tôi để biết là trình độ Anh văn của các bạn nó sẽ nằm ở cái mức độ nào. Trường đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đó là Học viện Công nghệ Melbourne. Đây là học viện cung cấp giáo dục tư nhân hàng đầu, được giảng dạy tại hai cơ sở là Melbourne và Sydney. Trường thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là trường Đại học Victoria. Thì trường đại học này được thành lập vào năm 1916, được sáp nhập từ 9 học viện nghề tại Úc, tại Melbourne. Và trường Central Queensland University. Đây là một trong những trường đại học ở Queensland được xếp vị trí hàng đầu trong việc thu hút nhiều sinh viên quốc tế so với các trường đại học khác của Úc. Ngoài mong muốn là các bạn muốn mở mang kiến thức chuyên môn của mình, thì các bạn cũng mong muốn rằng là sở hữu một cái tấm bằng thạc sĩ quốc tế, thì đó cũng là một cái cơ hội để giúp cho các bạn có thêm được những cái vị trí quan trọng hơn trong công việc và cuộc sống. Vậy thì những cái lý do nào đã khiến cho Úc có thể thu hút được nhiều bạn sinh viên quốc tế chọn làm cái nơi để nâng cao trình độ của mình sau khi tốt nghiệp đại học thưa chị? Úc thì nổi tiếng là một quốc gia mà có cái đầu óc cải tiến và chú trọng về cái nghiên cứu. Và đây cũng là một lý do mà khiến có rất nhiều sinh viên quốc tế lại lựa chọn Úc là nơi để mà học tập để nâng cao cái trình độ của mình.
Ngoài ra thì chính phủ Úc cũng đã thiết lập một cái khu mạng mới có tên gọi là Australian Technology Southcat. Đây là một cái sáng kiến nhằm quảng bá nước Úc là nơi để mà có thể cống hiến các cải tiến kỹ thuật cũng như là những cái kỹ năng ở cái trình độ cao cấp. Và giảng viên của các cơ sở giáo dục thì được tuyển mộ từ khắp nơi trên thế giới và họ thường là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn của mình. Các giáo viên người Úc thì có cái kinh nghiệm trong cái việc giảng dạy các học sinh từ đủ mọi quốc tịch. Mỗi năm thì Úc có cái chương trình trao đổi học sinh và giáo viên với các cơ sở giáo dục khác ở Mỹ, Anh Quốc, Canada, châu Âu và châu Á. Và một số trường mà đào tạo các bậc thạc sĩ uy tín ở Úc mà thuộc nhóm các trường đổi mới, bạn có thể tham khảo như là Đại học là La Trobe, Đại học Deakin ở Melbourne, Đại học Macquarie ở Sydney, Đại học Griffith ở Queensland hay là Đại học Curtin ở Sydney và Tây Úc. Ngoài ra thì còn có rất nhiều trường đại học khác cùng với những cái thế mạnh riêng và những cái chuyên ngành đào tạo riêng của mình. Và chúng ta cũng có thể đưa ra một ví dụ, đó là có nhiều bạn sinh viên thì đã tốt nghiệp ngành cử nhân kinh doanh và muốn qua Úc để học tiếp lên chương trình MBA tại Úc. Như vậy thì cụ thể là với công ty Tân Đại Dương và ở đây thì có chị Bích, thì chị có thể tư vấn cho các em rằng là trong cái việc mà lựa chọn những cái trường phù hợp với các bạn sinh viên không ạ? Thì hiện tại thì công ty chúng tôi làm việc với rất là nhiều trường tại Úc. Thì sau đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ với các bạn một vài trường tiêu biểu như sau. Thì trường đầu tiên đó là La Trobe. Đại học La Trobe được xếp hạng là một trong 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo phụ trương thời báo giáo dục Đại học Anh Quốc năm 2005. La Trobe cũng là nằm trong top là 3 trường đại học tốt nhất bang Victoria năm 2007 theo danh mục của trường Đại học Giao thông Thượng Hải. Và trường tiếp theo mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đó là trường Silky U, là Central Queensland University. Đây là trường có nhiều cơ sở đặt tại các thành phố của Úc như là Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Rockhampton và Sydney, thì nhằm giúp sinh viên lựa chọn cái nơi học phù hợp và thuận tiện. Các chương trình giảng dạy tại trường cũng rất là đa dạng với hơn 45 chương trình cử nhân và 40 chương trình thạc sĩ. Thì để biết thêm những thông tin thực tế được cập nhật liên tục từ các trường, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương chúng tôi để được rõ hơn nhé. Công ty Tân Đại Dương có thể chia sẻ những cái học bổng dành cho khóa thạc sĩ năm 2013 để các bạn sinh viên đã và sắp tốt nghiệp đại học các bạn có thể nhận được những cái cơ hội tốt này ạ. Đầu tiên thì là trường University of Technology Sydney thì có học bổng dành cho chương trình thạc sĩ tất cả các chuyên ngành học. Thứ hai là trường University of Wollongong thì có chương trình học bổng dành cho các thạc sĩ các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh hay là kinh doanh quốc tế hay là khoa học logistics hay là quản trị dự án hay là quản lý vân vân. Về thứ ba đó là trường Charles Darwin University thì có cái chương học bổng cho chương trình thạc sĩ cho kỳ nhập học học kỳ đầu tiên trong năm 2013. Central Queensland University thì có học bổng cho các chương trình thạc sĩ ở tất cả các chuyên ngành và MBA thì sẽ giảm 33% học phí dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Về trường Queensland University of Technology thì có các chuyên ngành về thạc sĩ kinh doanh hay là kinh doanh nâng cao hoặc là chương trình dự bị thì bạn sẽ được miễn giảm 25% học phí dành cho các bạn sinh viên đạt loại giỏi. Trường Le Cordon Bleu thì có chương trình là miễn giảm 50% học phí dành cho các bạn sinh viên xuất sắc khi mà đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ với các chuyên ngành như là quản trị du lịch khách sạn hay là quản trị hàng khách sạn. Ngoài ra còn có trường là University of Tasmania thì có chương trình học bổng 25% học phí dành cho các bạn sinh viên loại giỏi dành cho thạc sĩ ở tất cả các chuyên ngành. The University of Melbourne thì có học bổng từ 25% cho tới 100% học phí dành cho các chương trình thạc sĩ ở tất cả các chuyên ngành và yêu cầu là bạn phải là sinh viên xuất sắc. Như vậy thì hiện nay có những cái trường nào đang cung cấp những cái học bổng chương trình học Anh văn cho sinh viên Việt Nam mà điều kiện thì không quá khó để cho các bạn sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng nhận được những cái học bổng này thôi chị Bích? Hiện nay thì các trường đại học bên Úc thì cũng có những cái chương trình hỗ trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam hoặc là sinh viên quốc tế nói chung mà có thể dễ dàng lấy được học bổng của trường. Thì sau đây Tân Đại Dương cũng xin được chia sẻ một vài trường tiêu biểu như sau. Trường đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đó là trường Đại học Griffith, giảm học bổng là 20% tiền học phí với điều kiện là sinh viên đăng ký học tiếng Anh tại Galey, yêu cầu là nhập học trước ngày 22 tháng 4 năm 2013. Kế đến đó là trường Đại học La Trobe có học bổng về chương trình học tiếng Anh là giảm chỉ còn là 290 đô Úc trên một tuần. Học sinh nhập khóa học chính tại La Trobe sau khi hoàn tất khóa tiếng Anh nhập học trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Trường Australian Catholic nếu như bạn học 2 tuần sẽ giảm là 2 tuần học phí cho mỗi khóa học kéo dài là 12 tuần.
là sinh viên đăng ký học khóa tiếng Anh tại ACU, nhập học trước ngày 31 tháng 1 năm 2013. Trường Đại học Swinburne giảm từ 3.000 đô Úc đến 4.000 đô nộp hồ sơ trước tháng 7 năm 2013. Trường Đại học Adelaide với mức học phí đặc biệt là 320 đô trên một tuần. Học sinh nhập học khóa chính tại Trường Đại học Adelaide trước ngày 18 tháng 11 năm 2013. Trường Đại học Newcastle, mức học bổng giảm là chỉ còn 295 đô trên một tuần. Học sinh nhập học tại Trường Đại học Newcastle và Newcastle International College. Rất cảm ơn những thông tin mà chị Bích đã vừa chia sẻ. Đó là những trường mà hiện nay đang có những cái chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên Việt Nam. Còn thưa chị Kim, nếu như một số các bạn sinh viên đã tốt nghiệp những cái chuyên ngành như là ngành luật hoặc là tài nguyên môi trường hay là điện điện tử, nhưng mà các bạn lại có mong muốn rằng sẽ qua Úc học thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh hoặc là tài chính, như vậy thì không biết là hồ sơ của các bạn có được trường tại Úc chấp nhận hay không, thì chị Kim có thể giải đáp những cái thắc mắc này cho các bạn sinh viên được rõ ạ. Các bạn hãy yên tâm vì ở Úc là có rất nhiều các trường đại học khá danh tiếng và đào tạo các chuyên ngành dành cho những cái đối tượng mà tốt nghiệp đại học trái ngành, và bạn có thể tham khảo lựa chọn đăng ký học cái chương trình thạc sĩ thương mại chuyên ngành về tài chính dành cho người không tốt nghiệp đại học ngành tài chính với mức học phí hợp lý. Và có rất nhiều trường đại học để mà bạn có thể tham khảo và lựa chọn như là Đại học Wollongong, Đại học New England, Đại học Australian Catholic, Central Queensland University. Nhưng mà các bạn vẫn có thêm một cái băn khoăn nữa, đó là sau khi các bạn đã hoàn thành những cái khóa học tại Úc thì cái cơ hội việc làm cũng như là định cư tại Úc thì như thế nào, thì chị Bích có thể tư vấn cho các bạn một chút ạ. Thực tế thì cơ hội định cư và tìm kiếm việc làm của du học sinh sẽ cao hơn khi mà học các ngành nghề hiện đang cần nguồn nhân lực lớn tại Úc, như là ngành kế toán nè, y tá, giáo dục, quản trị nhà hàng khách sạn, rồi công nghệ thông tin vân vân. Thì theo luật visa mới của Úc thì sinh viên sau khi hoàn tất chương trình cử nhân và thạc sĩ theo tín chỉ có thể nộp đơn được ở lại làm việc tại Úc là 2 năm. Đối với diện nghiên cứu sinh thì có thể ở lại làm việc là từ 3 đến 4 năm. Về vấn đề làm thêm trong thời gian học tập tại Úc thì khi đã có thị thực về du học, bạn có thể nộp đơn xin được phép làm việc trong thời gian học tại Úc. Thì sau khi được chấp thuận, bạn sẽ được phép làm việc tối đa là 20 giờ trên một tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Riêng đối với du học sinh mà xin visa theo diện visa 574 thì các bạn được quyền làm toàn thời gian. Còn về vấn đề xin visa ở Úc thì như thế nào thưa chị? Có được cái visa du Úc thì không phải là quá khó khăn. Điều quan trọng là bạn phải trung thực khi cung cấp cái hồ sơ hay giấy tờ của mình. Một khi đã đảm bảo được những thông tin về cá nhân và gia đình thì cái cơ hội đạt được cái visa của bạn là có tỷ lệ rất là cao. Và đã có một số thay đổi về cái luật visa của Úc nên cái hồ sơ xin visa của Úc hiện nay đã đơn giản hơn nhiều về mặt chứng minh tài chính. Vì thế thì bạn cần nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mà quyết định xin lấy visa. Và hiện nay thì cái việc xin visa du học đối với sinh viên cũng đã trở nên giản tiện hơn vì chính phủ cũng đã giảm bớt những cái điều kiện tối thiểu, nhất là với các bạn du học sinh theo học cái dạng gọi là bậc thạc sĩ hay là các khóa tiếng Anh tập trung ELICOS hoặc là chương trình huấn nghiệp. Rất cảm ơn những thông tin thiết thực mà chị Trần Mỹ Kim và chị Lê Ngọc Bích đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã vừa chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với những thông tin thiết thực này thì các bậc phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đã có thêm những thông tin bổ ích về vấn đề du học Úc. Giờ đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với chuyên mục Cẩm nang du học. Những sai lầm cần tránh khi đi du học. Từ khi nghĩ đến việc du học cho đến khi chuẩn bị hồ sơ và lên đường là cả một chặng đường dài. Chuyên mục Cẩm nang du học kỳ này xin chia sẻ với các bạn một vài điều sai lầm cần tránh. Đôi khi vì muốn con được học bổng cao mà các bậc phụ huynh sửa học bạ hoặc một số bạn giả thành tích đóng góp cho cộng đồng. Khi vào học, các giáo viên sẽ nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch giữa hồ sơ và thực tế. Và điều này không những bất lợi cho du học sinh mà còn tổn hại rất nhiều đến uy tín của các sinh viên Việt Nam khác. Không chuẩn bị đầy đủ tâm lý để thích nghi với môi trường mới. Khả năng thích nghi kém là một trong những nhược điểm lớn của sinh viên Việt Nam. Các bạn du học sinh nên lưu ý điều này. Mãi mê tìm việc khi ở nước ngoài. Sẽ là sai lầm nếu quá sa đà vào việc tìm việc làm thêm. Tâm lý này sẽ khiến bạn chểnh mảng học hành. Chưa tính toán kỹ lưỡng khi dự định ở lại làm thêm sau khi học. Mỹ và Úc là những quốc gia nhập cư nên chính sách về lao động cũng cởi mở hơn. Nhưng cho dù là nước nào, bạn cũng sẽ gặp nhiều bất lợi khi cạnh tranh với người dân bản xứ hay các lao động từ những nước xưa nay có nguồn nhân lực được đánh giá cao. Những thông tin bổ ích trong chuyên mục Cẩm nang du học vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hành trang du học ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.